Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Nay em chia sẻ mà cô chú anh chị đi những chiếc full led full mập á, mà cái tăng cam mình nó hư, nó bể cái bánh như thế này nè, mà mình còn giữ được cái tăng cam nó ngon, thì cô chú anh chị ở nhà mà mua đồ không có thì mình có thể lấy cái bánh tăng của Rimway mình làm, mình chế vô xài cũng ok nha cô chú anh chị. Thì thứ nhất là muốn làm được như vậy, cô chú anh chị mài, thường thì cô chú anh chị lấy cái máy mài mài bằng chỗ này nè, là tự động mình bắn mình đóng nó sẽ ra được một cái như thế này đó. Mình đóng rồi mình bỏ cái này ra, rồi mình sẽ lấy cái bánh này nè, mình bỏ vô lại, bánh này chẳng qua là của quay rim mình thôi, mình bỏ vô lại nè cho anh chị thấy này, bỏ vô lại đó. Xong rồi mình đưa cái này xuống, mình đưa cái búa mình tán nó sẽ bằng lên nha cô chú anh chị. Này một tay mình hay khó làm, đây mình tán đại cho cô chú anh chị xem cái nha, hay khó làm đó. Cái phương án làm là như vậy cô chú anh chị đóng cho nó xuống tí xíu nha. Rồi thứ nhất là cô chú anh chị dùng cái máy hàn que hả gì đó mình chấm lại, còn hoặc là cô chú anh chị có nhà có máy tích lạnh á, mình chấm nó sẽ gia nhiệt tốc độ lên mà nó không có làm nóng đó. Nhưng mà cách nào cũng được, có gì hàn que, hàn mít, hàn tích cũng được. Thì mình thì sử dụng hàn tích, tích mình chỉ tích lại cho nó chắc cái là ok, thì mình được cái bánh như thế này nè. Mình xài lại nha cô chú anh chị, nó rất là nhiều cái nó bể mà nó dạng nên nó chưa có hay, nó chưa có mòn cốt này, thì mình giữ lại mình xài. Thì nhiều khi ở nhà cô chú anh chị xa xôi á, đi mua không kịp mình làm gì, nhưng mà nhiều khi nó cũng bền ngon như cô chú anh chị, rất là lẹ nữa. Thì nhiều anh em hỏi làm sao, làm thì vẫn làm được cô chú anh chị, nhưng mà cô chú anh chị thí dụ không gành thì thôi mình mua đó, gành thì mình cũng hướng dẫn cho cô chú anh chị làm thôi, áp dụng những chiếc phu mập như thế này nè đó. Rồi mình thì tích lạnh lại, tích lạnh lại cái khu này là coi như là nó không có rớt ra được nha cô chú anh chị.